Thị trường đang dần đi qua nửa đầu năm 2024. Kết quả kinh doanh quý 1 hay các kế hoạch trình trong mùa đại hội cổ đông hầu hết đã phản ánh gần hết vào giá cổ phiếu. Hiện tại, thông tin được nhiều nhà đầu tư mong ngóng nhất chính là kết quả kinh doanh quý 2 cũng như 6 tháng của các nhóm ngành, các doanh nghiệp để xem xét và cân nhắc đầu tư. Theo một số chuyên gia, các nhóm ngành nổi bật với lợi nhuận kỳ vọng tăng trưởng tốt có thể kể đến là công nghệ thông tin, tài nguyên cơ bản, vật liệu xây dựng, du lịch và giải trí, bán lẻ, viễn thông, thực phẩm đồ uống. Vì số liệu cho thấy đà phục hồi kinh tế vẫn tiếp tục diễn ra tích cực, doanh nghiệp bất động sản hay ngân hàng sẽ còn nhiều khó khăn trong bối cảnh tình hình thị trường bất động sản vẫn còn khá ảm đạm và phải chờ những cú hích từ các chính sách mới. Riêng với ngành ngân hàng, kết quả kinh doanh quý 2 dự báo sẽ có nhiều khó khăn dưới sức ép của tăng trưởng tín dụng chậm giai đoạn nửa đầu năm 2024. Đối với nhóm bán lẻ, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp dự kiến vẫn khả quan trong quý 2, đặc biệt là khi chuỗi Bách Hóa Xanh hay Long Châu đều đang ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Đáng chú ý, đối với mảng phân bón, chuyên gia cho rằng với chính sách VAT mới sẽ giúp cho lợi nhuận của các doanh nghiệp phân bón như DCM có khả năng tăng từ 30 đến 50%.